Xin chào tất cả mọi người. Mọi người nhìn có biết cái quả gì đây không? Đây là cái quả dưa. Dưa leo nha mọi người nha. Đây là quả dưa leo mình để làm giống đấy mọi người ạ. Thì cái dàn dưa leo này thì tính đến nay đã được gần 5 tháng rồi mọi người nhá. Thời điểm này thì nó là cái thời điểm cuối cùng mà cái cây dưa leo này nó cho trái rồi. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ thu hoạch nốt những cái quả dưa leo này và mình sẽ phá cái dàn dưa leo này đi mọi người nhá. Đây. Vẫn còn rất là nhiều trái này. Mà trái nó rất là to. Cái cây dưa leo này này thì nó rất là lạ, là cái quả dưa leo sau một thời gian là nó sẽ vàng sậm như thế này. Và trong cái quá trình thu hoạch và ăn thì cảm nhận là cái quả dưa leo này rất là ngon nhé mọi người nhé. Thế cho nên là mình đã quyết định là để giống lại cái quả dưa leo này. Đây cái quả dưa leo của nó đây. Cũng cùng cái trang lứa với cả những cái quả dưa leo bên cạnh này. Thế nhưng mà những cái quả dưa leo bên cạnh đây màu nó như thế này đây. Thế còn cái quả dưa leo này thì một thời gian là nó sẽ chuyển sang màu ngà vàng như thế này. Thế và sau đấy thì khi mà nó già thì nó vàng sậm như thế này. Thế là mình thấy nó ăn nó ngon và cái quả nó rất là bắt mắt, rất là đẹp. Mình để giống mọi người nhé. Thế thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ phá cái dàn dưa leo này đi nhá. Thời gian tới thì mình đã trồng nhân giống. Đây. Những cái mầm này là những cái mầm của khổ qua này. Mình đã nhân giống một số cái hạt khổ qua nó đã lấy mầm rồi thì mình sẽ trồng vào cái khu vực của những cái cây dưa leo này nhá. Thì một lát nữa thì mình giới thiệu thêm cho mọi người là cái cây bí ngòi có một cái nó rất là hay. Thế bây giờ thì mình dỡ dàn của cái cây dưa leo này đã nha mọi người nhá. Mình cắt cái quả dưa giống này trước nha mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Quả dưa giống này nó rất là đẹp này. Nó vàng sậm luôn, đẹp lắm mọi người ạ. Ăn cái loại này thì thấy rất là ngon, ngon hơn hẳn những cái quả dưa leo khác. Giờ thì vợ cắt hết xuống đi. Đây. Trái dưa leo rất là to nhá mọi người nhá. Đấy. Quả bên này mình cũng để làm giống này. Nhưng mà khi mà nó già nó chín thì nó màu trắng như thế này thôi. Cũng giống là như là những cái quả dưa leo khác thôi. Đây vừa cắt luôn đi. Đây. Đấy dưa leo của mọi người đấy nhá. Toàn quả rất là to. Quả to lắm mọi người ạ. Đây cho mọi người xem nhá. Xem cái kích thước của nó nhá. Nhìn thấy chưa? Cái kích thước của nó chưa? Đây là cái ống tre nhá. Cái cây tre này ấy, nó to hơn cả cái ống tre này. Mọi người nhìn này. Quả rất là to nhá. Mình để giống hai quả, một quả này với cả một cái quả vàng kia. Thế thì một cái câu hỏi đặt ra là cái thời gian mà thu hoạch của cái dưa leo này thì nó kéo dài bao nhiêu lâu? Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là cái dưa leo này trồng một lần thì cho để thu hoạch quanh năm, nhưng không phải nhá mọi người nhá. Nó có một cái thời gian thu hoạch nhất định thôi. Thường là sau khi mà mọi người gieo trồng đến cái thời điểm mà kết thúc cái vòng đời của nó thì nó kéo dài khoảng tầm 5 tháng nhá mọi người nhá. Thì mọi người gieo trồng thì đến lúc thu hoạch thì nó rơi vào khoảng tầm 70 đến 75 ngày. Và sau đấy thì thời gian thu hoạch sau thì nó sẽ kéo dài đến khoảng tầm 5 tháng là nó sẽ kết thúc cái vòng đời của cái cây dưa leo này nhá mọi người nhá. Thế cho nên là đến cái tầm đấy thì mọi người nhìn này, lá của nó thì nó sẽ không còn xanh mướt như những ngày trước nữa. Mặc dù nó không bị sâu bệnh gì đâu nhá mọi người nhá. Phân bón thì lượng phân bón, bón phân gà rồi là những cái phân hữu cơ vẫn đảm bảo để cho những cái quả nó to như thế này. Sẽ cắt hết dây đi nhá mọi người nhá. Cái tay bám của dưa leo này nó bám rất là nhiều cho nên là mọi người cứ cắt từng khúc như thế này.
một cái câu hỏi mà mình cũng thường gặp trong cái thời gian vừa rồi, mọi người hỏi về cái cây dưa leo này, thì tại sao là mình lại phải bón thêm cái chế phẩm calibo hoặc là canxibo trong cái quá trình mà nó thời điểm nó bắt đầu ra hoa. Thì cái phân bón cho cái những cái cây trồng của gia đình mình cũng như là của mọi người thì là nó sẽ chia ra làm ba cái loại chính. Một là đa lượng thì nó gồm có đạm, lân và kali. Thế còn trung lượng thì nó gồm có canxi, magie và lưu huỳnh. Vi lượng thì nó gồm có bo này, có kẽm này, có đồng. Thì cái thành phần của cái vi lượng bo này thì nó sẽ giúp cho cái quá trình hình thành ống phấn và cũng như cái quá trình hình thành noãn của cái hoa cái nó diễn ra được thuận lợi nhất mọi người nhá. Cho nên là cái vi lượng bo nó rất là cần thiết trong cái quá trình mà nó ra hoa và tạo quả. Nó tránh cái hiện tượng là rụng trái non đấy mọi người nhá. Thì trong cái thời điểm mà cây nó bắt đầu ra hoa thì mọi người có thể sử dụng cái chế phẩm calibo hoặc là canxibo. Ngoài ra thì bổ sung thêm một chút kẽm cho nó mọi người nhá. Kẽm và đồng, đấy là những cái vi lượng cần thiết trong cái quá trình mà nó mang trái. Thì tuy nhiên là nhắc lại là cái bo ấy nó thực sự rất là cần thiết, tránh cái quá trình nó rụng trái non. Đây mọi người cứ cắt thành từng khúc như thế này. Sau đấy thì mọi người dỡ xuống, dỡ hết đi nhá. Bởi vì là cái tay bám của nó là nó bám rất là nhiều, rất là dày, cho nên là mọi người phải cắt từng khúc như thế này. Đây, ngọn này. Mặc dù nó còn những cái trái nhỏ nhỏ như này, nhưng mà thôi, cái cây này nó già rồi cho nên là cái năng suất của nó lại không còn như trước nữa, nên là mình sẽ bỏ đi nhá mọi người nhá. Trồng những cái cây mới mà. Quay trở lại với cái cây bí ngòi một chút nha mọi người nhá. Cái thời điểm trước mình hướng dẫn mọi người cái cách thụ phấn đấy, thì cũng trong cái thời gian vừa rồi thì nhà mình cũng thu hoạch được khá là nhiều cái bí ngòi. Đây mọi người nhìn này, xoay cho mọi người xem này. Khi mà mọi người thu hoạch bí ngòi xong thì nó sẽ để lại những cái phần cuống như thế này đây. Những cái cây bí ngòi này thì mọi người thu hoạch mọi người có thể cắt hoặc bẻ nhá, nó rất là dễ thôi. Thế còn một cái quả bí ngòi nó đang phát triển khá là tốt, đang khá là to đây, thì chắc là chỉ vài ngày nữa là mình sẽ thu hoạch cái quả bí ngòi này thôi. Và cái thời điểm mà cây bí ngòi thì đến thời điểm này thì năng suất của nó cũng giảm rồi. Thế cho nên là sau khi thu hoạch một hai quả nữa thì mình cũng sẽ phải thay thế bởi cây mới hoặc là mình sẽ trồng cây khác nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn này, cái quả nó khá là to rồi nhá. Sau khi mọi người thụ phấn xong cho nó thì thành công thì quả nó sẽ cứ to dần lên từng ngày như này. Quả nó rất là to và đẹp nhá. Và ăn cái bí ngòi này thực tế là mọi người ăn bí ngòi này thì thấy nó rất là ngọt. Nhà mình rất là thích cái món bí ngòi này. Năm ngoái thì những cái cây bí ngòi ăn rất là ngon cho nên là năm nay quyết định trồng, nhưng mà trồng theo cái phương pháp mới là thủy canh như thế này. Năng suất của nó rất là cao và quả nó cứ lớn, nó to như này đây. Quay máy sang bên này nhá cho mọi người nhá, một cái điều nó khá là thú vị. Đây mọi người nhìn này, đấy mọi người nhìn thấy chưa, cái quả bí ngòi này mọi người nhìn giống cái gì, giống cái con gì. Quả bí ngòi này thực tế giống này là giống bí ngòi vàng. Thế tuy nhiên là cái giống cái bí ngòi này nó rất là đặc biệt, là nó không vàng hẳn mà nó lại có từng đốm như thế này. Cái phần này thì nó màu xanh, còn phần này màu vàng này, trông rất là giống như cái con cá koi mọi người nhá. Nhìn giống không? Cây này thì mình vừa ăn mình có thể làm cảnh được. Thì cái quả bí ngòi này chắc là mình cũng lại để giống thôi. Nó rất là đẹp. Mình vừa làm cảnh được nhá mọi người nhá. Một số anh em cùng công ty vào thì rất là thích cái cây bí ngòi này. Nhìn nó rất là đẹp. Quả nó to, khá to rồi đấy mọi người nhá. Sau khi thụ phấn thành công thì nó cứ lớn dần thôi. Đây, quay cận cảnh cho mọi người xem. Mọi người nhìn đẹp không? Rất là đẹp nhá, xoay nhá. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Mọi người một cái lưu ý nữa là khi mà mọi người trồng bí ngòi là mọi người phải dựng cho nó những cái cọc này. Xong rồi mọi người có thể là mọi người buộc vào những cái tay
cái tay của nó như thế này, tay ná này, thì để nó chắc nhá. Chứ cái thời gian vừa rồi này, cái cây bí ngòi này của mình này bão nó, cái đợt vừa rồi bão đấy, gió to nó gãy này, cái bừa ra, thế là mình phải buộc lại, mình phải cột lại nó thêm một hai cọc nữa. Thế mọi người trong cái quá trình mà trồng bí ngòi này lưu ý nhá, bởi vì là cái cây bí ngòi này nó rất là to, thế cho nên là cái tán nó rộng, thế cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều bởi gió. Những cái phần gốc này là đây, những phần cuống này là sau khi quả thu hoạch thì để lại những cái cuống như này nhá mọi người nhá. Sau khi mà thu hoạch xong thì được một cái rổ dưa thế này, thì bây giờ sẽ đến cái phần thưởng thức nha mọi người nhá. Sẽ đến cái phần mà ăn, hai vợ chồng sáng ngày ra trời nắng như này, trốn con đi lên sân thượng. Đây nhưng mà nó lại may là có cái cây đu đủ này mọi người nhá, thế cho nên là ngồi nó rất là mát. Và cái cây đu đủ của mọi người nó có quả rồi nhá, nó ra nó đậu quả đây này. Nó rất là thấp thôi, đây này, nó rất là thấp thôi mà nó đã đậu quả rồi mọi người nhá. Thì bây giờ là đến tiết mục chén. Đây muối tôm có sẵn rồi mọi người nhá. Thì bây giờ thì mình ăn cả vỏ nhá. Trồng dưa sạch thì chỉ thích nhất là cái thời điểm mà nó thu hoạch này, xong mình ăn cả vỏ, mình chấm muối mình ăn rất là ngon. Giờ bà xã sẽ ăn nhá. Mời mọi người nhá. Từ trước giờ quay video thì lên hình nhiều nhưng mà trông ngon nhỉ. Ăn cả vỏ rất là giòn. Mà dưa không phải đắng thế nào. Bây giờ mình được lên hình giao lưu mọi người đây. Nhìn thèm quá nhỉ. Ăn cả vỏ giòn lắm. Cắn to vào xem nào. Cắn nhiều cay quá. Cắn to vào. Ngồi chỗ gốc cây đu đủ này rất là mát mọi người ạ. Bây giờ thì nắng này thôi, nhưng mà mới có gần 7 giờ thôi mọi người nhá. Nhưng mà thực tế là thời điểm này sang thu rồi mà rất là nắng. Nhưng mà hai vợ chồng là trốn con nên hôm nay là chủ nhật mà, nên tranh thủ làm một chút và ăn mảnh. Quả dưa to như thế mà ăn gần hết rồi mọi người ạ. Mà rất là non. Xem nào. Đây nhá mọi người nhá. Này, quả to này mà rất là non nhé mọi người nhé. Không thấy hạt đâu nhé. Đây, làm miếng xem. Mình ăn thử nhé, mời mọi người nhé. Ngon lắm mọi người ạ. Rất là tuyệt vời. Đây, ăn quả vàng nữa này. Cái cây bên cạnh đấy mình chỉ đấy, cây lúc đấy mình chỉ đấy. Cây này cái quả vàng đấy rất là đẹp. Cái quả vàng kia mình để làm giống kìa, trông nó như quả bí kìa. Ăn ngon lắm mọi người. Quả này ngon hơn quả trắng. Ngon hơn đúng không? Đâu xem hạt à. Mời mọi người. Nó rất là non đấy mọi người nhá. Nước vàng này không phải là già đâu mọi người nhá. Giống như vậy thôi. Mình còn nhớ ngày trước đi học cái thời còn bé bé đấy, cứ có tiền ăn sáng là không ăn sáng đâu, cứ đi ra mua những cái quả dưa chuột như này, nó bắt đầu người ta rắc cho một tí muối trắng. Đó. Mọi người nhìn nó thích không? Thôi nhá, xin phép mọi người nhá. Để ăn nốt chỗ này nhá mọi người nhá. Xong rồi xuống còn giải quyết một số công việc nữa. Sau khi mình dỡ dàn cho nó xong thì như thế này đây. Bây giờ thì những cái cây rau dền này nó cũng rất là to đây, thì mình cũng sẽ thu hoạch luôn cả thể luôn. Và sau đấy thì mình sẽ trồng vào cái vị trí của hai cái chậu này những cái cây mới mọi người nhá. Để cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá. Mọi người đăng ký kênh để ủng hộ kênh của gia đình mình nhá. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người nhá.